Chắc chắn là yếu rồi. Này lâu lắm không đánh. Trinh ơi, còn sức không? Đánh vẫn đánh được. Chồng ngay trước mặt không khen.
Dung mới năm đi đâu có tầm được chết. Lâu rồi không nhau. Đánh mấy xe rồi? Ba. Bốn. Bảy giờ em mới đến mà. Anh chả bảy giờ mới đến. Em đến cho nên hôm nay thì anh đi vào mà. Bình thủ thì không phải là gì đâu. Nghe không? Thắng thua. Thắng. Nó này.